Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn một thủ thuật trên Messenger, tức là tag tên của tất cả bạn bè trên cái nhóm bất kỳ trên Messenger nha các bạn. Tức là khi các bạn muốn thông báo một cái vấn đề gì đó cho cả nhóm biết luôn. Rồi, video này mình sẽ chia sẻ cho bạn cách làm. Và video này dành riêng cho những bạn nào chưa biết, còn bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha. Bây giờ mình bắt đầu nghe các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào chỗ Messenger nè. Rồi, các bạn chọn một cuộc trò chuyện, tức là một cái nhóm bất kỳ ha. Đây, mình chọn cái nhóm này nghe các bạn. Rồi, cái chỗ nhắn tin nè, các bạn sẽ nhấn giùm mình cái chữ này @ Rồi, các bạn nhấn chữ mọi nha. Đây, mới cái nhấn chữ M thôi là các bạn đã thấy chữ mọi người đây. Đó, các bạn chọn vào chữ mọi người nè. Đó, khi các bạn thấy chữ mọi người @ mọi người có màu xanh đây là tức là các bạn đã tag thành công rồi nghe các bạn. Nói chung là do cái quá trình trong cái nhóm này mình cũng đang tương tác nha các bạn, nhưng mình nhấn thì nó ảnh hưởng tới người khác nên mình chỉ chia sẻ cho bạn cách vậy thôi. Khi các bạn thấy cái chữ @ mọi người màu xanh là các bạn tag một cái vấn đề gì đó là tất cả các bạn trong nhóm này sẽ biết nha các bạn. Rồi, và cái nội dung mình chia sẻ cũng ngắn gọn vậy thôi. Mình cũng sẽ dừng video đây nghe các bạn. Chúc các bạn thành công ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.